Vua rắn có gì? Rắn hổ chúa, hổ mây là một loài sinh sống khắp cánh rừng phía Nam Việt Nam. Đặc điểm đơn giản để nhận dạng loài này là cơ thể có những khoang chọc trắng, đầu có hai lớp vảy đối xứng, mắt có tròng, to và dài vượt trội hơn tất cả các loài rắn. Đây là loài rắn độc lớn nhất trên thế giới. Trên thực tế, kích thước của loài này không giới hạn, nghĩa là chúng có thể lớn mãi nếu điều kiện sống và thức ăn phù hợp. Khác hẳn với trăn, tuy có cơ thể lớn và dài, hổ mây vẫn có thể di chuyển được với tốc độ cao. Theo ước tính, lượng nọc độc tiết ra trong một vết cắn có khả năng giết chết một con voi trưởng thành và gây tử vong cho khoảng 20 người trưởng thành nếu không được chữa trị. Đúng kiểu con nhà nòi. Vừa sinh ra đã ở vách đích, chúng thể hiện những ưu thế vượt trội của mình để săn và ăn các loài rắn khác, kể cả đồng loại của mình. Ở một số nền văn hóa, loài này được coi là một vị thần và được tôn thờ. Một số nền văn hóa khác thì được coi là biểu tượng của cái chết, cái ác. Mới đây, trong quá trình san lấp đất đá ở chân núi Cấm, công nhân đã bắt được một cặp rắn, mỗi con dài tới 7 mét, nặng tới 30 kg mỗi con. Đây có thể là một cặp rắn hổ mây lớn nhất trên thế giới từng được ghi nhận. Vậy cái hành động nguy hiểm nhất với cái thể loại này mà bạn tưởng tượng được là gì? Không bỏ chạy khi thấy nó, dám sờ vào đuôi nó, hay là hoa đầu nó luôn? Còn cái hành động điên rồ nhất là mình tìm được trên mạng với cái thể loại này là hôn nó, thậm chí còn đá lưỡi luôn mới ghê. Tại sao nó nguy hiểm á? Đơn giản vì khi dí cái môi của mình vào đầu con rắn, mắt chúng ta sẽ chạm đến điểm mù, phản xạ có điều kiện sẽ bị hạn chế. Cái thế để thụt đầu ở cái phía này thì đã bất lợi, và đặc biệt nếu mà được nó hôn lại thì xác định khỏi phải ABC XYZ. Nó mà cắn vào mặt thì chỉ có caro bằng mắt. Với lại nọc độc của bọn này là nọc độc thần kinh, quãng đường từ mặt vào não nó chả khác nào các cậu bạn chuyển hộ khẩu tới Juventus, nó nhanh vãi cơ à. Còn bạn nghĩ gì? Comment để cùng thảo luận. Giờ thì mình sẽ đi nấu một chén súp cho riêng mình đây.